Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Một bản tin tuần rất quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào buổi tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những đánh giá kịch bản phân tích tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ view lại một số các nhóm ngành rất cơ bản của thị trường chứng khoán Việt Nam, một số các mã ngành, ví dụ nhóm trụ, nhóm xây lắp, nhóm banh, nhóm chứng khoán, nhóm thép, rồi nhóm cao su hoặc là nhóm thủy sản, rồi một số các cái nhóm vật liệu xây dựng, vân vân. Đấy là những cái nhóm ngành rất là quen thuộc của chúng ta. Thế thì kết thúc tuần giao dịch cuối cùng, tuần chưa phải cuối cùng, ngày 27 tháng 9 thì cũng đã ra bản tin video số 174, trong đó phân tích tuần từ ngày 27 đến ngày 1 tháng 10, tuần cuối cùng của quý 3 và chúng ta bắt đầu sang quý 4 của năm 2021. Ở trong đó chúng ta có nói đến các ngưỡng kháng cự tuần của VN Index, của VN30 và phái sinh. Tinh thần chung đó là chúng ta đối diện với một tuần giao dịch dự báo hết sức khó khăn bởi vì cái áp lực chốt lãi của thị trường tương đối là lớn. Và trên thực tế thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đây là biểu đồ của VN Index. Ở đây là cái điểm mà chúng ta bắt đầu vào bản tin tuần video số 174. Thì thị trường của chúng ta đã có một lực đạp tương đối mạnh và không phải là tương đối mạnh mà có thể nói là rất mạnh trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Sau đó thị trường của chúng ta có điểm hồi và cuối cùng thì kết phiên, kết tuần thì các anh chị cũng biết rồi, lực bán tương đối là mạnh. Trong bản tin tuần đó thì cũng có phân tích, có đề cập đến, các anh chị lưu ý đến chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones Future. Ở đây nó đang... chúng ta có phân tích cái bộ đôi của chỉ số này ở vùng 34.000 đây anh chị, ở vùng 34.500 điểm và ở vùng 33.000 và 33.5 ở đây. Ở đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của bộ đôi chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones Future ở đây. Đó, những cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng của 34.000. Và cái mốc hỗ trợ cuối cùng của bộ đôi chỉ số này đó là ở khoảng vùng 33.500 điểm. Và cái câu chuyện nếu như mà Dow Jones mất ở những cái vùng này thì đấy là những cái tác động hết sức tiêu cực, cùng Lê phải nói như vậy, hết sức tiêu cực lên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Và vì sao lại tiêu cực thì các anh chị có thể tua lại cái bản tin video số 170 ấy, cũng có giải thích cái sự tương quan giữa chỉ số VN Index và chỉ số Dow Jones. Ok. Ở phần thứ hai chúng ta có đề cập đến đó là WTI hiện tại đang có một cái tuần giao dịch hết sức là tích cực khi mà nó có những cái điểm test kỹ thuật ở vùng 70 khá là đẹp và đang hướng đến break nền 74. Và trong tuần vừa qua thì nhóm P cũng đã có một cái sự giao dịch tương đối là khởi sắc. Phiên kết tuần thì phải nhờ đến P thì thị trường của chúng ta mới giảm điểm ít như vậy. Còn nếu mà nhóm P của chúng ta mà không có một cái sức trỗi dậy trong phiên kết tuần ngày thứ 6 này thì thị trường của chúng ta khả năng điểm số sẽ giảm cao hơn. Cùng với đó thì cũng có đánh giá cái điểm hỗ trợ về mặt hỗ trợ và kháng cự các anh chị nhé, hỗ trợ và kháng cự. Thì đối với index cũng có đánh giá ở vùng 1330 đến 1335 và sâu hơn là 1320, đó là hỗ trợ tuần của index. Còn kháng cự tuần của index đó là vùng 1370 đến 1375, chúng ta vẫn lấy cái mốc của tuần trước. Thì các anh chị có thể thấy đây, 1330, 1335 chính là vùng này, và sau khi cái vùng này trong cái ô hình chữ nhật này bị phá thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và ngày 28 hình như mở phiên ở đầu ngày 28 thì chúng ta đã có một cái điểm test kỹ thuật hỗ trợ tuần của index ở vùng 1320 và tích tắc nó khoảng 2 cây nến M5 đây thôi thì nó lại ngay lập tức là nó đã lấy lại vùng 1320. Như vậy là vùng 1320 đó là vùng mà Hồng Lê đã xây dựng cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng hỗ trợ tuần. Còn đối với kháng cự tuần thì chúng ta vẫn lấy ở cái vùng 1370 đối với kháng cự tuần của index, nhưng trên thực tế thì index của chúng ta chỉ đi được đến vùng 1350 đấy thôi và sau đó thì nó có cái tín hiệu kỹ thuật suy yếu đây. Đối với chỉ số VN30 đó, các anh chị có thể nhìn thấy tổng quan của VN30 đây. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có lấy mốc hỗ trợ kỹ thuật của VN30 và phái sinh thì cũng lấy chung thôi. Thực ra là một cái khoảng chung chung của hai bộ đôi này thì đôi lúc nó đồng pha hoặc đôi lúc nó lệch một vài điểm thôi. Tức là chúng ta lấy vùng 432 đến 435
và sâu hơn là 1430 hoặc là 1425 đối với cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số phái sinh. Và VN30 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó thì chúng ta lấy biên ở đây là 433 đến 435. Đây 433 đến 435 chính là cái vùng ở đây này, 1433 1435 ở đây. Và trên thực tế thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cây nến này sâu nhất là 1431 điểm, tức là suýt soát ở mốc 1430. Đó là cái mốc mà chúng ta đánh giá sâu hơn đây, 1430. Và trên thực tế thì là trong tuần vừa qua thì phái sinh của chúng ta, VN30 của chúng ta sâu nhất ở vùng 1430, đó là hỗ trợ tuần. Và chúng ta cũng có thể xem cái chỉ số của phái sinh của chúng ta đây. Đó, ok các anh chị, đây điểm điểm này chính là điểm này chính là điểm mà chúng ta ra bản tin tuần. Thì chúng ta có phân tích dự báo một cái khả năng điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần của chúng ta sẽ lấy ở mốc đây các anh chị này. Chúng ta lấy mốc ở đây này, 433 và 435. Đó, 433 và 435, và sâu hơn thì chúng ta tính toán ở một cái biên 1430. Và cái điểm sâu nhất hỗ trợ tuần của index của phái sinh của chúng ta cũng song trùng với cả chỉ số VN30. Còn đối với kháng cự tuần thì trên mốc kháng cự tuần, đó là kháng cự mà chỉ số này đã đạt được, đó là vùng 1470, 1475. Thì trong tuần thì chúng ta cũng có thể, nếu như chúng ta đánh phái sinh thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy một cái đồ thị ở đây. Thì sau khi mà phái sinh bị đạp rất mạnh ở phiên ngày thứ hai thì đến phiên ngày thứ ba phái sinh đánh chen long, và chen kỹ thuật long này thì nó lại chạm về đây các anh chị. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là 1455 và đây cũng là 1455. Ok, vùng này chúng là vùng kháng cự ngắn và chỉ số này bị đạp sọt xuống thì lại như thế nào? Thì bộ đôi chỉ số phái sinh nó lại chạm về vùng 1433. Ok, nó là hỗ trợ tuần, thì hỗ trợ tuần nó lại làm gì các anh chị? Tạo lập, họ lại long lên. Đó, long lên gặp 1455, gặp kháng cự thì chúng ta lại đạp sọt xuống. Đó, thì trong tuần vừa qua phái sinh phải nói đánh rất dễ. Đánh cực kỳ dễ khi chúng ta nắm được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần và các cái điểm kháng cự tuần thì để làm gì ạ? Thì để khi lên đến đây rồi thì chúng ta chịu khó chốt long, đúng không ạ? Chúng ta có thể short test, và khi tín hiệu short mạnh hơn thì chúng ta có thể gia tăng tín hiệu. Và khi về đến vùng hỗ trợ thì không ai short ở vùng hỗ trợ này nữa, đúng không ạ? Về 143 1432, 1435 thì đấy là cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt short và có thể bắt đầu một cái trend kỹ thuật long. Đó. Vậy thì khi chúng ta phân tích được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật như vậy thì gần như chúng ta đã nắm ở trong lòng bàn tay khoảng 50% cái đường đi của thị trường. Đó, và khi chúng ta có được 50% cái lượng như vậy rồi thì chúng ta sẽ triển khai, à vậy khi thị trường của chúng ta gặp hỗ trợ thì chúng ta có thể canh mua, và chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có ở trong danh mục để chúng ta tận dụng những cái nhịp hồi T cộng để chúng ta tháo bớt hàng đó, và tại những cái điểm kháng cự thì chúng ta lại có thể chốt hàng ra. Đó, vậy thì tất cả những cái thông tin này thì đã được cùng Lê tổng hợp khá là chi tiết ở trên bản tin tuần, kể cả trên bản tin video phân tích YouTube, và sau đó thì tối chủ nhật thì Hùng thường cân lại một tí nữa. Tức là chúng ta sẽ cân đo đong đếm lại những cái yếu tố kỹ thuật và cân đo đong đếm lại cái nội tại của thị trường để chúng ta đưa ra được một cái hỗ trợ kỹ thuật và một cái kháng cự. Đó, đó những cái kháng cự ngắn mà thị trường của chúng ta có thể sẽ phải 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 chạm tới. Đó, đây Hùng đánh giá rất là chi tiết này. Đó, ví dụ như kháng cự tuần là như thế này, nhưng đối với chỉ số VN30 và phái sinh phiên ngày mai thì các cái nó sẽ công lại các cái điểm kháng cự ngắn. Đó, tức là không phải là trên cái kháng cự tuần là một câu chuyện, nhưng trong từng phiên giao dịch thì nhiệm vụ của thị trường, nhiệm vụ của phái sinh sẽ công kháng cự ngắn ở đâu. Ví dụ phái sinh sẽ công ở 1455, VN30 sẽ công ở 1465, ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như vậy. Đó, và index của chúng ta thì phải công ở cái vùng 1360. Đó là nhiệm vụ của phiên giao dịch ngắn nhất. Đó, ví dụ như vậy, ngắn nhất. Đó, và đó, đó, đây. Thì đây là cái tuần. Đó, thì trong cái điểm khởi động của phiên thứ hai đây, nhiệm vụ là nó công lại đến cái vùng 1455 ở đây các anh chị, và về đến đây là bị đạp, đó bị đạp, đó xong rồi đây kháng cự 1455, rồi sang đây cũng kháng cự 1455, đó là những cái nhiệm vụ ngắn, và khi nó break được 1455 thì chúng ta mới bắt đầu xây lên cái kháng cự ở trên này. Đó,
trong từng phiên giao dịch là như vậy, và chúng ta sẽ liên tục, cái thị trường của chúng ta sẽ liên liên tục biến động như vậy. Thì đấy là những cái diễn biến chính ở trong tuần vừa qua. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng trên cái góc độ về mặt kỹ thuật thì trong tuần vừa qua về phái sinh đánh rất là ok, nhưng về cơ sở thì chúng ta đánh khá là khó khăn. Vì sao? Bởi vì tạo lập liên tục có những nhịp long và những nhịp sọt như vậy thì nó sẽ nhiễu, nó có những cái tín hiệu nhiễu lên thị trường cơ sở, và dẫn đến các anh chị là lúc xanh các anh chị đua lệnh, và ngày hôm sau là đã nhìn thấy cái lệnh của mình đã sai rồi, nó có những cái mức lỗ nhất định nào đó, ví dụ như vậy đó. Thì cái tuần vừa qua là tuần đánh rất là khó khăn của cơ sở, và xét ở trên trang kỹ thuật tuần thì nó vẫn là một cái tuần giảm điểm, các anh chị vẫn là tuần giảm điểm và tuần đánh tương đối khó chịu. Ok, bây giờ thì phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ nói về những cái xu hướng của tuần mới. Còn phần tiếp theo thì chúng ta sẽ view một số các cái mã cổ phiếu, đúng không các anh chị? Rất là quen thuộc của chúng ta. Đó, để chúng ta xem là hiện tại thì nó đang như thế nào. Ở VIX nhìn chung thì chúng ta có một tuần được tạm gọi là tích cực. Khi mà tín hiệu nhìn trên tín hiệu tuần đã có những cái nhịp đạp tương đối sâu, tức là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là 82.5, và phiên kết tuần thì nhìn chung cũng đang lơ lửng ở khoảng 87.5. Khả năng sang tuần thì VIX sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 84 85, khả năng ở quanh vùng 85. Đó, nó sẽ test lại những cái điểm ở 85 ở đây. Vinhome thì tương đối là xấu. Trong kịch bản phân tích tuần chúng ta có nói đến một cái nhịp long của Vinhome, và sau đó thì dự báo một cái nhịp xả, nhưng mà không, trên thực tế thì chúng ta kỳ vọng là Vinhome sẽ long về cái vùng biên ở đây, đó là biên 81.5, nhưng mà trên thực tế là không long được về đến biên này và nó đã bị xả luôn. Và với tín hiệu xả như thế này thì sang tuần tới Vinhome sẽ test lại vùng 76. VRE hiện tại nó đánh cũng không thực sự có một cái dòng tiền hấp dẫn, nên là biên của nó tương đối ngắn, nó đi ở biên kỹ thuật khoảng 27.5 và có thể hồi lên ở khoảng vùng 29. SAB có một tuần giao dịch không thực sự là thành công, và ngắn hạn thì khả năng với xu hướng này thì Sapeco sẽ test lại ở vùng 150. Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ ngành sữa Vinamilk thì chúng ta nhìn xa xa rộng rộng hơn một tí, đó là Vinamilk ở thời điểm hiện tại nó đang có những cái điểm tích lũy nền, và những cái điểm tích lũy nền đó thì chúng ta có phân tích rồi. Gặp vùng kháng cự 92 thì dự kiến là sẽ chọc về 90, chọc thủng 90 trong tuần vừa qua thì nó chọc hơi quá. Nó chọc về đến có vùng 88, nhưng kết tuần thì nó cũng suýt soát ở vùng 90, tức là ở vùng dự test, nôm na nó là như vậy. Thì đối với Vinamilk, giai đoạn này là giai đoạn tích lũy, chúng ta có thể gom thêm cổ phiếu ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật 80 này, thậm chí là 87 này. Đó, và sau đó là biên kỹ thuật của nó đây, 85 đến 86, để chúng ta chờ một cái trang kỹ thuật nó tốt hơn. Rồi, MCM chúng ta đã có sữa để uống, và 65 trên 65, đó là khuyến nghị đã được đưa ra hôm nay. Chúng ta chốt bớt, và phần hàng còn lại thì chúng ta có thể neo về vùng 70. GTN cũng thuộc họ này, và đến thời điểm hiện tại thì GTN đang hơi yếu một tí, nhưng không sao. Đối với quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì nó có những mã cổ phiếu chúng ta đánh lướt rất nhanh, ví dụ DAG, ví dụ PKS, nhưng có những mã cổ phiếu thì chúng ta cũng phải trade tương đối là dài hơi. Thì cái cách nó cũng rất là đơn giản thôi, hỗ trợ các anh chị có thể mua và kháng cự ngắn, các anh chị có thể bán bớt. Và chúng ta bán đi 50% tỷ trọng. Ví dụ chúng ta có 10.000 thì ok, về đến vùng 20, 19, 5, 20 các anh chị có thể bán đi 5.000. Và về đến cái vùng sâu sâu ở dưới này, đó là vùng hỗ trợ, thì chúng ta đã đưa ra được những cái đường ray hỗ trợ rất là cơ bản. Ví dụ 16.5 đến vùng 17. Hoặc ở đây có một cái hỗ trợ ở đây 18 đến 18.3. Thì chúng ta có thể cân thêm. Đó, vùng kháng cự thì bán đi vùng đấy, tạm thời đánh ngắn như vậy. Và chúng ta chờ chờ sau một giai đoạn mà cổ phiếu tích nền xong đó, thì nó sẽ có nó sẽ đánh break, thì khi đó chúng ta đánh mạnh hơn đó. Còn trong giai đoạn hiện tại chúng ta đang phải như vậy. Rồi, phân tích một số các nhóm ngành của Mansan. Mansan thì chúng ta nhịp cũ chúng ta phân tích kháng cự 150. Tuần tới khả năng là biên đi của Mansan sẽ 135, nó sẽ test lại một biên 35, bởi vì biên 35 nó là biên gọi là cái biên break mở trend, nên là khả năng nó sẽ test lại. MSR, những cái đường cong mềm mại của chúng ta đâu rồi? Đây nó đang có một cái lực hồi ngắn. Theo quan điểm
kỹ thuật cũng lên như vậy. Nó hồi ngắn lên khoảng vùng 2255 và sau đó thì nó sẽ quay lại cái lực sọt tiếp, và như vậy thì chúng ta sẽ chờ đón em ấy ở vùng 18, 19, 20 thế này, nói chung nó hợp lý hơn. Đó. MML một mã cổ phiếu được khuyến nghị ở rất sớm và sớm ở mức độ khoảng tầm này, khoảng tầm giá 45 đến vùng giá 50 đó, cho một trend kỹ thuật trung hạn, và đến thời điểm này thì nó cũng đã lên đến 90 rồi. Nó tuần vừa qua nó test đẹp các anh chị, vùng 85 vẫn được giữ vững ở trên trend tuần nên là kỳ vọng sẽ ở khoảng về 100. Phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không, chúng ta có VLC. Ở góc độ kỹ thuật thì VLC đang có lực cầu tương đối là tốt và đánh khá có ý đồ, và trong tuần thì nó chạm về kháng cự 130 nên là nó bị chỉnh lại. Góc độ kỹ thuật nó chỉnh quanh vùng 126 không gãy là được. Nói chung là chỉnh về đây không gãy được thì cái cơ hội mà để cho VDC tiếp tục có những hành trình công 130 đây và có thể lên được kỳ vọng mắc ở nhịp này khoảng tầm 135. HVN. HVN nhìn chung là tuần 2 tuần vừa qua thì nó đang trả lại cái gap tăng, và nhìn xu hướng thì có vẻ hơi yếu. Nó tích lũy ở biên dưới như thế này là yếu, tích lũy ở bên biên trên thì mới là khỏe, còn nó đang tích lũy ở biên dưới các anh chị nhé. ACV cũng đang kỳ vọng có một cái trend kỹ thuật nó có thể đánh vượt thoát break nền 85, và các điểm mua kỹ thuật các anh chị có thể mua điểm 82, 83 và sau đó điểm sâu nhất ở vùng 80, ở những cái vùng này có thể gom các cái vị thế và chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật break vùng 85 thì chúng ta có thể chiến đấu tiếp. Gia tăng thêm tỷ trọng. AST vừa tuần vừa qua thì giao dịch tương đối tích cực. Nếu xét ở trên đen tuần thì nó là khá ổn. Khá ổn. Nhưng chúng ta cũng không vội vàng phải đua xanh. Nói chung cái vùng hỗ trợ 53.3 đến vùng 54 khả năng nó vẫn sẽ còn lừng hừng. Trụ MWG target mà chúng ta đang đưa mắc ở đây là 135. Trong tuần vừa qua nó test, nhưng test như này là không đẹp rồi này. Test mà lại bị mất mất 130 không đẹp lắm. Nhưng không sao, nó vẫn còn các cái vùng hỗ trợ sâu ở dưới này, đó là vùng 120. Sang tuần thì nó sẽ test lại ở quanh vùng 125 để chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích kỹ thuật của nó ở đây. PNG khá là ok trong giai đoạn vừa qua. Sau những cái điểm mà chúng ta có phân tích những điểm test gọi là trả cung ấy, anh chị, trả cung ở vùng 88 đến vùng 90 thì tuần vừa qua nó đã tăng tương đối là mạnh. Thì sau một cây nến tăng mạnh này thì nó lại tiếp tục có những cái điểm trả cung kỹ thuật ở quanh vùng 97.5 để chúng ta có thêm đánh giá ở trong tuần mới. Ở nhịp này thì xác suất cao là PNG sẽ kéo về cái vùng kháng cự ở đây là vùng 104 đến 105, và vùng này thì cánh chốt. Quan điểm kỹ thuật là như vậy. Ok. G cơ điện lạnh G G G trong đoạn này như thế nào? Kháng cự của nó vẫn là ở đây các anh chị, 68 vùng 68, hỗ trợ kỹ thuật của G đó là vùng 63.5 vùng 64. Trong tuần này G có những cái điểm kéo xả tương đối là mạnh, nhưng gọi là tín hiệu kết tuần. Sau một phiên nó xả thì phiên ngày hôm sau thì nó đã lấy lại, nó lấp lại được cái hỗ trợ, như vậy là cái nến xác nhận này là chính là cây nến xác nhận rằng G đã không thất bại ở cái vùng hỗ trợ bao nhiêu ạ? Chúng ta đưa ra đây. Ngắn hạn thì có thể kỳ vọng G đánh ngược lại, ngược lên khoảng vùng 68. Phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm nhựa gồm có cổ phiếu Bao Na chưa đẹp, nói chung 15 năm đến 16 tích lũy thêm. Bao Na có hỗ trợ kỹ thuật ở đây và khả năng thì cũng không loại trừ trong cái xu hướng ngắn hạn thì thị trường nó khá là xấu. Và cổ phiếu này có thể quay test lại ở vùng 15. PENDAG đánh rất hay. Đó, đoạn này lồng có xào nấu con pen này tương đối là được nhịp 1, bây giờ đang nhịp 2 rồi. Nhịp 2 này thì đang chờ 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 thôi, khả năng là sẽ lên được khoảng vùng 6.5. Vùng 6.5 hay 6 chấm mấy đây này, để chúng ta lại giải, chúng ta xả tiếp. HHP như vậy là gần suýt soát đạt target ở đây vùng 14 năm đến vùng 15 thì nó đã bị đạp lại. Hỗ trợ kỹ thuật của nó 11.7 đến 12. APH
Sau khi mà có được cái target 55, kỳ vọng lên 60 thì không đạt được thì tạo lập đã đạp một mạch tương đối là dài. Như vậy với cái sự đạp này thì chúng ta lại phải bình tĩnh lại để chúng ta chờ đợi cái tín hiệu kỹ thuật dòng tiền bắt đáy trở lại đây. Và APH có những cái tín hiệu gọi là đảo chiều xu hướng thì lúc đó chúng ta mới làm ăn lại được, chúng ta tuyệt đối không bình quân giá xuống một cách gọi là vô vọng. Đó. NHH cũng đang hay rồi. Ok, lái đang răng ngang răng ngửa như này rất là thích, mà đặc biệt là những cái đoạn răng ngang răng ngửa này là ông Lê cực kỳ thích. Tại vì sao? Bởi vì đây là những cái đoạn mà chúng ta dễ dàng lên lên tàu nhất. Đó, khi chúng ta đã có được một cái nền hỗ trợ kỹ thuật tốt ở vùng 36, chúng ta đã phân tích ở đây rồi. Thì ok, trong tuần tại sao chúng ta cần phải đua? Chúng ta không phải đua cái gì cả. Chúng ta đặt 361, 362 kiểu gì cũng khớp, cam đoan với các anh chị khớp luôn. Sang tuần các anh chị đặt 362 khớp. Đó, nhưng mà những cái nhà đầu tư khác các người ta không được xem những cái bản tin tuần cùng lên, người ta có thể đặt lên vùng 375, 38, đó, thậm chí là vùng 39, 40. Đó, nhưng mà chúng ta đã có được tiếp cận những cái bản tin tuần rồi thì chúng ta đã nắm trong lòng bàn tay rồi, và nắm trong lòng bàn tay rồi thì đấy sẽ là những cái cơ hội mà để cho chúng ta tích lũy thêm những cái nền tảng kiến thức, và chúng ta luôn luôn chủ động trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Đó, khi các anh chị về với team của Hùng Lê nó sẽ có những cái phân tích rất là sâu và rất là sát như vậy. Rồi, chúng ta phân tích một số các mã ngành công nghệ FPT hiện tại không có nhiều dư địa các anh chị nhé. Nó vẫn tiếp tục một đà đi ngang quanh vùng 92.5 và kháng cự của nó ở đây không có gì thay đổi cả. Đó là 95 và hỗ trợ kỹ thuật 90. DGV kép ở trong thời điểm hiện tại là nó đang vận động ở vùng kháng cự ở đây này, quanh 120, nên mọi người chú ý. Và cái biên mà có phân tích ở đây đó là vùng 106 và vùng 120, khả năng DigiWorld sẽ có những cái điểm đánh vòng vo ở đây, tức là đánh hình xin ở đây, sau đó thì nó sẽ có những cái phân tích tiếp theo. CMG đã cảnh báo cái vùng kháng cự 63 đến vùng 65 ở đây, ngắn hạn kỹ thuật thì CMG xu hướng là nó sẽ test lại ở vùng 52. Khả năng như vậy, nó hồi lên đây xong đó nó sẽ đạp một nhịp về vùng 52. Và khi khi nó đạt được vùng 52 rồi thì chúng ta sẽ phân tích cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. HVH cũng là một mã mà chúng ta liên tục đánh và chúng ta quan tâm, và đấy các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đã cảnh báo một cái vùng kháng cự 11 đến 11.5, đấy là cái vùng kháng cự rất mạnh của HVH, và sau cái vùng kháng cự này thì cổ phiếu đã rơi. Ở trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì cổ phiếu này sẽ test lại vùng 9. Đó, 9 hoặc sâu hơn ở vùng 8.5. Thì nó sẽ là nó lại xây lại nền và nó lại tích lại nền đây, thậm chí là chúng ta vẫn có thể phải tính toán cả cái vùng 7.8. Đó, về đến đây ta lại gom cổ phiếu đó các anh chị. Cổ phiếu nó như vậy thôi. Đó, sau một cái nhịp đạp nó không có gì cả, và chúng ta có một cái trend kỹ thuật phân tích về HVH lên đến tận đây. Đó, xong rồi thì xả xong rồi chúng ta lại chờ bên này. Đó, hành trình chúng ta chốt lại xong rồi chúng ta đi uống cà phê. Đó, chúng ta đi thư giãn cuộc sống rồi dần dần nó cổ phiếu nó về đến lại đến đây thì chúng ta lại làm vòng mới. Biết đâu được một ngày đẹp trời nó đạp về đây xong đó nó lại view view lên trên này. Đó, nó lại chúng ta lại gom lại chúng ta đánh. Đó, đánh cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi, chúng ta đừng có vội vàng anh chị. Chúng ta phân tích nhóm ngành xây lắp không anh chị? Nhóm ngành xây lắp đến thời điểm hiện tại thì cũng không có nhìn thấy nhiều các cái yếu tố kỹ thuật, không có nhiều các yếu tố kỹ thuật, và sẽ nhấn mạnh một số các mã cổ phiếu sau. Ok, chỉ có nhấn mạnh một số các mã cổ phiếu, còn mã nào chưa được phân tích các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng bản tin và chúng ta sẽ phân tích. LCG trong thời điểm hiện tại đang gọi là gì ạ? Đang tính toán ở một cái tọa độ là một cái sóng mới ở đây không? Đó, và chính vì vậy nên là chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian. Thì ngay từ những cái bản tin tuần trước thì chúng ta đã có phân tích một điểm chỉnh kỹ thuật 17 sâu hơn có thể 16. Đó, và cái biên mà em này cần phải vượt thoát qua đó là quanh vùng 19 à vùng 20.5. Khi mà nó bay vùng 20.5 thì chính thức là nó xác nhận nó mở một cái trang kỹ thuật ở đây, và đây đang là những cái điểm mà chúng ta gom để chúng ta thăm dò một cái vị thế về mặt kỹ thuật. Cái cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu DRH thì chúng ta có nói đến một cái ý đồ về mặt tạo lập của nó ở đây, và chính xác là trong tuần thì cái ý đồ này nó đang đang hình thành.
nó đang hình thành ở đây các anh chị, và sau những cái ý đồ này thì Hùng sẽ cần thêm một cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá tiếp theo. Ví dụ như là sang tuần tới mà cổ phiếu này tiếp tục bứt được vùng 16.5, đó sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt để chúng ta củng cố thêm cái ý đồ về mặt tạo lập của cổ phiếu DRH ở trong cái thời điểm hiện tại. Một cái cổ phiếu thứ ba nữa mà chúng ta cũng đáng chú ý ở thời điểm này, đó là cổ phiếu HBC. Đó, nếu như chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần thì nó đang gặp một cái vùng kháng cự ở vùng 16.5 đến vùng 7, tương đối là mạnh ở đây. Tương đối mạnh ở đây. Và xa xa hơn một tí nữa thì ở đây nó có vùng, ở đây đúng rồi, nó có cái vùng ở đây này. Vùng này là vùng bao nhiêu? Vùng 18. Đó, nó có một cái vùng kháng cự 18 ở đây, thì trong nhịp này thì cũng đang có cảm nhận là tạo lập sẽ đánh về khoảng vùng 7 18, và trong nhịp này sau một cái quá trình nó xây nền tương đối là ổn định ở đây thì HBC cũng là một mã cổ phiếu mà khả năng nó sẽ có những cái trend kỹ thuật tăng. Ngoài ra thì nó sẽ lắp cũng không không có nhiều các cái mã cổ phiếu mà nó đẹp trong thời điểm hiện tại. Những cái mã mà nó đã tăng mạnh rồi á thì chúng ta đu vào thì cũng không biết như thế nào. Ví dụ như là mã cổ phiếu HDC, ví dụ như vậy. Thì về mặt tín hiệu á, thì nó có cái target tiếp theo của nó ở vùng 80. Đó, nếu như các anh chị mà chấp nhận được cái rủi ro thì chúng ta cứ vào thôi, và chúng ta vào thì chúng ta chờ những cái target cao hơn. Đó, hoặc là ví dụ như là HDG chẳng hạn. HDG thì bây giờ target 60 này thì khả năng là khó rồi, nói chung là chỉ được 60 thôi. Nhìn này là khó, bởi vì những cái tín hiệu này thường thường nó sẽ tạo thành những cái mô hình hai đỉnh ở đây, và khi mà nó tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đấy và nó bị mất mất phanh, tức là nó sẽ test về đây, đó, test về đây có nghĩa là test về ngưỡng khoảng vùng 52, vùng 50, 52, mà cái vùng này nó bị gãy ấy, thì nó sẽ bị rơi rất mạnh sau đó. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Thì những cái mẫu hình này là đến thời điểm này là cũng không có chơi nữa, nó cùng lắm ăn thì nó không được bao nhiêu đó, mà khi chúng ta tham gia vào á, mà chúng ta mà bị trượt chân thì sẽ trượt rất là đau, trượt cực kỳ đau luôn đấy. Tốt nhất là ngồi uống trà xơi nước ngắm thị trường đó, khó quá thì bỏ qua, đừng có cố đó, cố quá thì nó sẽ thành quá cố, mà các anh chị biết quá cố là gì đúng không ạ? Rồi, nhóm P thì đến thời điểm hiện tại thì P đã có cái sự hỗ trợ khá tương đối là tích cực tuần vừa qua, và bản thân thì trong phiên ngày giao dịch ngày hôm nay thì nhờ nhóm ngành dầu khí và gas đã kéo rất là mạnh để thu hẹp cái đà giảm điểm của thị trường. Gas hôm nay kéo mạnh như thế này thì khả năng sang tuần sẽ có những cái điểm test lại quanh trăm, lực cầu đánh tương đối là mạnh thì nhịp này khả năng sẽ về được khoảng vùng 110. PLX sau những điểm mua phân tích kỹ thuật đó, chúng ta mua ở những vùng hỗ trợ rất đẹp đấy các anh chị này, 4955, vùng 50, đó là những cái vùng mà anh chị có thể canh mua. Vùng 52 là kháng cự thì sang tuần mới khả năng là PLX sẽ có những điểm test kỹ thuật và nó trả 1 phần 2 cung. Trả 1 phần 2 cung ở đây về khoảng quanh vùng 52 nó là hợp lý, để trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là PLX sẽ có thể kéo một nhịp nữa về khoảng vùng 54, về đến vùng này thì chúng ta sẽ chốt nhịp 2. 52 có thể chốt bớt này, rồi 54 là chúng ta chốt tiếp này. Rồi thậm chí là có thể về vùng 58 chúng ta chốt chốt nữa, bởi vì chúng ta đã có một cái hành trình gom về mặt kỹ thuật ở đây tương đối là dài rồi. Đó thì chúng ta có thể lên đến những vùng đó chúng ta sẽ chốt. Ở PET ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều yếu tố đột biến, khả năng thì PET sẽ hồi lên ở vùng 28. Và sẽ có những điểm test lại ở vùng 25.5 và sâu hơn ở khoảng vùng 24. Gãy 24 thì coi như là xong, nên là các anh chị lưu ý. PVT ở thời điểm hiện tại cũng như vậy. Như vậy là chúng ta nhìn thấy rằng PVT đã hình thành một cái vùng kháng cự và một cái thời điểm đây rất có thể là tạo lập, họ đã phân phối hàng. Xu hướng này hình vai vai đầu vai đó, nó sẽ tạo thành một cái vai bên này nữa. Thì vai đầu vai ngược thì ok, nhưng vai đầu vai thuận thì hỏng. Đó, vậy thì chúng ta sẽ quan sát các điểm test kỹ thuật của em này ở khoảng quanh vùng 22, sâu hơn thì có thể vùng 21, nhưng mà nói chung là bị mất vùng 21 là xấu đối với PVT.
PVS cũng đã có một cái lực tăng, một cái nhịp tăng tương đối là tốt rồi, từ tăng từ vùng 22 và đến hôm nay là đến vùng 28 29 rồi. Thì các anh chị lưu ý ở trong thời điểm này thì PVS hội tụ kỹ thuật ở vùng kháng cự ở vùng 30 đến vùng 31, đây sẽ là vùng mà theo Hồng Lê thì chúng ta sẽ chốt khoảng tầm độ 60 đến 70% hàng ở đây. Phần còn lại thì chúng ta đua, tức là trong trường hợp nếu như mà đánh vượt thoát vùng 31 thì chúng ta sẽ bằng lòng với việc là chúng ta có 30% hàng để chúng ta chốt ở những cái vùng cao hơn. Còn trường hợp ngược lại cổ phiếu chỉnh giảm, ok, tôi đã bán đúng đỉnh đó, tôi giỏi quá đúng không? Không sao cả. Cái câu chuyện là không ai biết đâu là đỉnh cổ phiếu và cũng không ai biết đâu là đáy của cổ phiếu. Nếu như mà ai mà biết được điều đó thì chắc chắn rằng là họ đã trở thành tỷ 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 phú, đúng không ạ? Bởi vì đơn giản là họ biết được như vậy thì cứ đáy họ mua, đúng không ạ? Và đỉnh họ bán. Và từ 1 triệu thì sẽ thành 100 triệu, 100 triệu sẽ thành 1 tỷ, từ 1 tỷ sẽ thành 10 tỷ, từ 10 tỷ sẽ thành 100 tỷ và từ 100 tỷ thành 1.000 tỷ. Và từ 1.000 tỷ thì thành 10.000 tỷ. Đó, tức là người ta đã trở thành tỷ phú rồi. Nên là cái câu chuyện là chúng ta không thể phán đoán được đâu là đỉnh và đâu là đáy. Không biết được chính xác, nhưng chúng ta bằng các cái phản xạ, bằng các cái giác quan và bằng các cái kinh nghiệm thì chúng ta sẽ dự dự được về đến đó là có cướp. Mà có cướp thì chúng ta phải làm gì? Một là chúng ta chạy. Đó, hai là chúng ta chiến đấu lại nó. Thì chiến đấu lại nó, một là sứt đầu mẻ trán, hai là mình mất hết hàng, tội gì đúng không? Chúng ta chọn phương án là chúng ta ok mày cướp với cướp bớt đi. Đó, cho gửi các anh 70% lượng hàng. Còn em còn 30% nữa thì thôi cho em đi tiếp, ví dụ như thế. Đó, thì đấy là những cái câu chuyện vui thôi, trong cuộc sống thôi, nhưng mà áp dụng vào chứng khoán thì Hùng thấy rất là ok. Và khi chúng ta có một cái tâm thế vị thế nó rất là thoải mái, đó, rất là mạch lạc như vậy thì các cái mạch đánh của chúng ta sẽ tách tách ra được các cái nhịp sóng rất là ok luôn. Đó. PVD các anh chị, đây rồi, cướp ở đây rồi, cướp ở đây rồi, cướp ở vùng 24 đây rồi, vùng 24 là cướp cái này. Đó, thì đây target của PVD trong nhịp này, nói chung nó cũng sẽ lên ở vùng 24. Cùng lắm thì có thể tạo lập sẽ kéo một gọi là những cái cây nến kéo để hút cái dòng tiền của nhà đầu tư và lên đến cái vùng 25 đến vùng 25.5 ở đây. Các anh chị cứ chốt mắc cho Hùng khoảng 50%. Đó, ai mà mạnh tay hơn thì chốt 60 70%, còn 30% còn lại chúng ta đua. Rồi sau đó các anh chị ngẫm lại xem cái bài học mà Hùng nói như vậy thì nó đúng hay là nó sai. Đó. Chúng ta chiêm nghiệm lại thôi, chúng ta sẽ ngẫm lại sau này. Sau khi mà PVD nó đi hết cái con đường này rồi á thì khi đó thì mọi người sẽ nhìn ngắm lại là như vậy là bạn Hùng bạn ấy nói như vậy là rất là tốt, rất là tích cực đúng không ạ? Đó, và bạn ấy nói như vậy là để giúp cho mình làm gì, để cho giúp cho mình là giữ được lãi rồi giúp cho mình có một cái hành trình nó đánh nó tốt hơn, ví dụ như vậy. Đấy thì đấy là những cái cộng hưởng từ cộng đồng chứng khoán Chí Minh trên từng con sóng mà muốn mang lại đến cho anh chị em nhà đầu tư. Đấy, góc độ như vậy thôi. Rồi đến đâu rồi các anh chị nhỉ? PVD rồi hử? Chúng ta phân tích con PXS. Con PXS là con pen trong nhịp này thì ông Lê có khuyến nghị phân tích để đánh. Và từ vùng 5.5, vùng 6 đây là chúng ta phân tích đánh, và bây giờ nó đang hơi hơi gặp kháng cự. Đấy, hắt xì hơi sổ mũi ở đây này, đây có cướp này. Vùng 7.2 đến khoảng vùng 7.5 đó thì khả năng là em này sẽ bị những cái nhịp long short ở đây. Trong nhịp này thì kỳ vọng PXS sẽ kéo đến 8, nên là cái vùng 7.2 đến 7.5 này khuyến nghị chốt đến khoảng 30%. Lên 7.7, 7.8, lên vùng 8 này thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta chốt tiếp. Đấy thì PXS là như vậy. Oi có một tuần đánh cũng tương đối là tốt, nó break vùng 14, phiên này có test lại 14 thành công. Nói chung là chúng ta sẽ có hai mốc để chúng ta chốt 15 và mốc 16 chốt bớt, sau đó thì còn bao nhiêu hàng nữa thì chúng ta sẽ đua. BSR tuần này cũng đã có những cái tín hiệu khả quan hơn, đó là nó break được cái vùng 20. Tuy nhiên để đánh giá xem là break thành công hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái điểm quanh 19.4. Nói chung là trong tuần vừa qua nó test điểm 19.4 tương đối đẹp. 19.4 không gãy, đó là cơ sở để chúng ta kỳ vọng trong nhịp này. Các anh chị lưu ý, chúng ta kỳ vọng ở trong nhịp này BSR có thể anh vùng 21 đến vùng 22.
nếu cái vùng 19.4 không gãy. Còn 14, 19.4 mà gãy thì nó không có cơ hội nữa. POVK hiện tại dòng tiền cũng đang tương đối ổn và nó cũng đang có những điểm test kỹ thuật mà theo quan điểm cùng đó là vùng 11.8 nó test tương đối đẹp. Thì cái 11.8 này để làm gì? 11.8 này cũng là cái vùng đệm của POVK để nó công lại vùng 12 năm và thậm chí là vùng 13 năm ở trong cái nhịp này. Bởi vì P nó đang khá là ok nên là mình cũng kỳ vọng những cái mã cổ phiếu mình đang cầm á, thì cái mức độ kỳ vọng của mình nó sẽ cao hơn. Đó. Khá là ok. Rồi. Ở PVC ở thời điểm hiện tại nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu trên quan điểm kỹ thuật, đó là vùng đưa ở nhịp này 12 trên 12 các anh chị, và kết tuần thì nó đóng đúng cái vùng giá mục tiêu. Như vậy là chúng ta có thể chốt bớt đi 30% ở đây. Lên đến vùng 13 13 năm chúng ta sẽ chốt tiếp 30% ở đây và lên đến đó, lên được tiếp gì? 14.5 ok, táng tiếp 30% nữa. Ví dụ như vậy, hoặc là táng tiếp 20% nữa hoặc 10% nữa và còn lại đó, chúng ta công thức là như vậy thôi. PVB cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư trong nhóm P ở thời gian vừa qua. Ngắn hạn thì nó đạt rồi, đạt vùng giá mục tiêu. Và xa xa hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 17. Mạnh mẽ hơn một tí nữa thì chúng ta kỳ vọng ở vùng 19. Đấy là những cái vùng mà chúng ta phân bổ hàng ra để chúng ta chốt lãi, đúng không ạ anh chị? Rồi. Nhóm P xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm tương đối là quan trọng. Hai cái nhóm tương đối là quan trọng và trong thời điểm hiện tại thì nó đang có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định. Và hai cái nhóm này nó suy yếu thì nó sẽ có một cái tác động tương đối là tiêu cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán, bởi vì nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trên sàn HOT. Đó, rất lớn trên sàn HOT. Chính vì vậy nên là khi anh lớn mà hách xì hơi sổ mũi thì các em nhỏ đằng sau là ốm hết. Đó. Tất nhiên là cũng không phải là 100% là ốm, nhưng các anh chị có thể nhìn thấy ví dụ trong tuần vừa qua, cái tài sản ròng của chúng ta gần như nếu như chúng ta nắm P thì hoặc là một số các mã cổ phiếu trụ thì ok, nó vẫn còn tăng. Chứ còn lại đại đa số là trong tuần vừa qua các nhà đầu tư của chúng ta là NAV nó không có tăng, tài sản ròng nó không có tăng đâu. Hoặc tăng rất là nhẹ. Đó, và cũng rất là mệt mỏi trong những cái nhịp long sọt như vậy, thì đấy chính là những cái sự suy yếu nhất định của thị trường. Thì khi tiếp cận đến nhóm này thì chúng ta nhìn nhận ở góc độ tích lũy nền của nhóm banh. Tuy nhiên nền tích lũy của nhóm banh thì đến bản tin tuần này là chúng ta bắt đầu thấy một số các mã cổ phiếu bị phá nền tích lũy. Đấy là một cái tín hiệu đáng ngại, đáng lo ngại các anh chị nhá, đáng lo ngại. Còn một số các mã banh khác thì nó vẫn đang giữ được nền. Tuy nhiên cái động lực thì chưa nhìn thấy. Đó, vậy chính vì vậy nên là nhóm banh cũng đang 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 rất là vất vả. Đó, ok, chúng ta sẽ đi vào Vietcombank. Vietcombank chính thức bị gãy nền và cái nền tích lũy của nó là vùng 98 đến 100 và trong tuần tới thì nó sẽ test lại vùng 95. Vùng 95 này giữ được thì nó là ổn. Nhưng nếu như nó rơi vùng 95 thì hậu quả nó sẽ khá là khôn lường. Khi vùng 95 nó bị rơi thì chúng ta sẽ phải tính toán đến vùng 85 rồi. Tức là Vietcombank dự kiến còn phải mất 10.000 nữa mới về được cái nền tảng tích lũy tương đối ổn, tương đối ổn để có thể hình thành lại một cái trend kỹ thuật ở đây. Đó. Bit cũng như vậy, sau khi mà chạm được cái kháng cự ở đây không vượt thoát được thì Bit lại tiếp tục quay lại nền. Và nền để biết quay lại đó là vùng 37.5 đến vùng 38. ACB hiện tại thì chưa xấu, nhưng cái động lực cũng chưa nhìn thấy nhiều và nó sẽ quay lại test lại mốc 31 ở đây. Mốc 31 cũng là mốc rất quan trọng của ACB. Trong trường hợp mà ACB mà thủng mốc 31 thì nó báo hiệu một cái tín hiệu tiêu cực của cả nhóm banh chứ không phải là ấy. Tức là đồng loạt nhóm banh bị rơi nền thì đấy là một cái tín hiệu rất xấu của thị trường. Đó, các anh chị cứ nhớ như vậy. Công thương trong ngày hôm nay cũng hỏng rồi thì phải. CTG. Đúng rồi, công thương. Công thương trong ngày hôm nay kết phiên, tất nhiên là nó chưa bị lệch quá xa biên độ 30, nhưng nó không đóng được ở trên 30 cộng thì góc độ kỹ thuật là xấu và nó cần thêm một cái cây nến xác nhận ở đây.
Đó, trong trường hợp nếu như nó bật lại được vùng 30 cộng thì ok, tức là tín hiệu công thương vẫn còn trong tầm kiểm soát. Đó, nhưng nếu có một cây nến đỏ đặc dài ở đây thì như vậy là công thương sẽ bắt đầu một cái chu kỳ giảm giá tiếp theo. Đó. MBB thì nó chưa xấu nhưng nó sẽ quay lại test lại tín hiệu nền 27, và nền 27 này cũng là một nền rất quan trọng đối với MBB. HD Bank tín hiệu tuần trước thì khá là tích cực khi mà nó vẫn giữ được cái biên 25 cộng, nhưng trong tuần này thì nó đang có những tín hiệu suy yếu các anh chị nhé. Và vùng 24.5 đến vùng 25 này, đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận xu hướng hồi phục của HD Bank. Nó mất vùng 24.5 thì đấy là một tín hiệu khá là xấu, chị lưu ý. Techcom đó, Techcom đây hỗ trợ kháng cự đây 50 mấy thì 51 52 gì đó, hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 48, xu hướng thì Techcom sẽ test về vùng 48 và sâu hơn thì có thể đi lại vùng 46 đến vùng 47. Trong trường hợp mà em này em mất vùng bao nhiêu đấy, mất vùng 46 thì hỏng nặng. Đó, câu chuyện là như vậy. TP Bank thì đến thời điểm hiện tại thì nó đang tích cực hơn cả so với những cái mã cổ phiếu bank khác, và khả năng nhịp này sẽ cán ở vùng 44. Nếu mà chúng ta có hàng thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt thôi. SHB đây chỉ cho các anh chị rồi, vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 28, hỗ trợ kỹ thuật vùng 24 đến vùng 25, và khả năng ngắn hạn thì em này sẽ test lại ở vùng này. Liên Việt Postbank chính thức tuần mất vùng hỗ trợ 22, chính vậy nên là ngắn hạn thì nó sẽ về vùng 20 để nó test lại cung kỹ thuật ở đây. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị mất vùng 20 thì đấy cũng là một tín hiệu rất là xấu các anh chị nhé, rất là xấu của Liên Việt Postbank. STB trong tuần thì cổ phiếu STB cũng đã chính thức mất vùng 27, đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của STB. Và đối với em này thì các anh chị có thể nhìn lại đây, đó là từ khi mà nó tạo đỉnh ở khoảng vùng 33 đến khoảng vùng 34 thì cũng đã vẽ một cái mũi tên khá là dài đây. Ở các bản tin tuần trước thì nó đã có rồi. Để nó mô phỏng một cái quá trình là STB đang bước vào một cái chu kỳ suy thoái. Tất nhiên trong một cái chu kỳ suy thoái đó, nó không phải là nó cứ rơi thẳng đứng như vậy, nó sẽ lên rồi nó sẽ tạo đáy, nó sẽ lên rồi nó tạo đáy, nó sẽ hồi lên và nó sẽ tạo đáy, và rất có thể là tuần tới thì không biết là cái vùng 24 25 ở đây nó có thể khi về kỹ thuật đó, chạm về hỗ trợ thì nó có thể có buôn thêm một hai cây nến hồi ở đây, và sau đó thì nó lại đạp tiếp. Và nhìn về xu hướng thì đây các anh chị có thể nhìn thấy bên này là một con dốc lên thì bên này nó đang hình thành một con dốc xuống, và nhìn chung thì nhóm banh đang 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 có một cái xu hướng như vậy. Ở BVB ở đây thì vùng 20 kháng cự của nó thì phân tích ở đây rồi, vùng 22 không thể bứt thoát được vùng 22. Hiện tại thì tín hiệu của banh đang khá yếu nên rất có thể là BVB tuần tới vùng 20 đi ngang ở quanh vùng 20, xấu hơn thì có thể phải tính toán là vùng 18.5. MSB kháng cự của MSB ở đây là vùng 31, và trong tuần thì không lên được đến đấy, lên được đến có 30.4 thôi, cách 0.6 nữa thì đã bị có tín hiệu đạp. Tất nhiên tín hiệu đạp này thì trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng chưa xấu đâu, nó chưa gãy vùng 28 thì nó chưa xấu, chưa gãy 28 thì chưa xấu. Và tuần tới thì những tài khoản mà đang cầm thì chú ý vùng 28 trước vùng lên. Vùng 28 mà gãy thì nó sẽ về vùng 26, 26 mà gãy thì lại về tiếp ở đây vùng 23.5. Một cái quy luật vận động của cổ phiếu đó là gì ạ? Khi vùng hỗ trợ trên bị phá thì nó có xu hướng về vùng hỗ trợ gần nhất của nó. Rồi khi vùng hỗ trợ gần nhất của nó bị phá tiếp thì nó lại về vùng hỗ trợ gần gần nhất của nó, tức là nó hạ dần độ cao. Thì nó cũng tương tương đối lập với cái câu chuyện đó, thì một cái trend kỹ thuật lên của cổ phiếu thì khi kháng cự ngắn nhất nó bị phá thì nó sẽ lên kháng cự tiếp theo. Kháng cự tiếp theo bị phá thì nó sẽ lên các cái kháng cự tiếp tiếp theo. Đó thì hành trình của một con đường sóng lên thì nó cũng sẽ đồng hành với một hành trình của một con đường sóng xuống. Đó, MSB.
Rồi, đối với nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị lưu ý, và cái này thì cũng đã có nói rất nhiều ở bản tin tuần rồi. Thời điểm hiện tại thì cũng đang nhận diện thấy rằng nhóm ngành chứng khoán đang có một cái sự phân phối nào đó. Không biết là tạo lập họ sẽ phân phối đến đâu. Ủng sẽ uống một ngụm nước. 45 phút đúng không ạ? Hết một tiết học. Đó, một tiết học của thầy giáo là có 45 phút thôi. Và hết 45 phút đó thì thầy giáo được nghỉ đâu đó 5-10 phút gì đó. Thì nhóm ngành chứng khoán đã có một cái hành trình tăng khá là tốt rồi. Và người ta hay nói vui đó là cái cuộc vui nào thì nó cũng sẽ có hồi kết. Đúng các anh chị, không thể vui mãi được. Bởi vì vui mãi thì tiền đâu mà chia. Đó, tiền ở trên thị trường chứng khoán là chia từ chỗ này sang chỗ kia. Đó, vậy thì cứ vui mãi thì tiền đâu mà chia, thì nó phải lấy ở chỗ khác chứ, đúng không? Nó phải lấy của những nhà đầu tư không có kinh nghiệm, nó phải lấy của những nhà đầu tư đua đỉnh để sau đó nó chia lại cho những người mua đáy. Đấy, câu chuyện nó là như vậy. Vậy thì cuộc vui của nhóm ngành chứng khoán đến thời điểm hiện tại theo cá nhân của Hùng thì nó đã bắt đầu tàn tiệc. Và cái câu chuyện là tàn tiệc á, thì nó không tàn từ từ, nó cứ dấm 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 để nó phải phân phối hết cái lượng hàng. Và sau khi nó phân phối hết cái lượng hàng rồi thì khi đó nó mới tàn thực sự. Và đến cái giai đoạn tàn thực sự thì chúng ta lại không còn cái cơ hội để thoát hàng nữa. Đó, ví dụ với, bởi vì lúc đó là cái cổ phiếu nó bị giảm sâu rồi. Và khi cổ phiếu bị giảm sâu thì tâm lý của nhà đầu tư ấy, là người ta bao giờ mọi người cũng níu kéo. Đó, níu kéo thì cứ tôi phải cầm thêm để coi như là nó tốt hơn, nó hồi, nhưng mà không thấy hồi. Và đến lúc đến một cái thời điểm nào đó hoảng loạn quá, tức là thần kinh của chúng ta không thể kiểm soát được, bắt đầu chúng ta bán. Bán xong gọi là lần này là tôi quyết tâm xuống để bán để làm lại trận mới, thì bán xong là cổ phiếu lại lại tăng. Đó thì câu chuyện nó là như vậy. Vậy thì để tránh được những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta nên tách các cái mạch đầu tư. Đó, ở thời điểm hiện tại ví dụ như VCI là không bao giờ với Hùng Lê, không bao giờ Hùng Lê mua. Đó, vì sao? Vì cái biên của nó là biên 60 và cái biên trên của nó là biên 65. Đây là cái vùng nó đi ngang. Và cái dự kiến cái vùng đi ngang này là thì nó có hai cái yếu tố tạo lập ở trong này. Một là tạo lập phân phối hàng. Đó. Và sau khi họ phân phối hàng ấy xong thì cổ phiếu nó cứ thế nó tự rơi thôi, bởi vì là họ không có lái nữa, họ không có điều phối cái giá của cổ phiếu nữa, và nó sẽ để cho thị trường nó tự điều phối. Và khi để thị trường tự điều phối thì cổ phiếu tự khắc nó sẽ giảm. Đó. Và nhà đầu tư cá nhân được mua qua bán lại, mua qua bán lại và dẫm đạp đến nhau như vậy thôi, và họ sẽ để như vậy. Và sau một cái quá trình như vậy rồi thì họ mới bắt đầu ngắm lại, à cổ phiếu này đến lúc chúng ta phải gom lại rồi, đến lúc chúng ta phải đánh lại rồi, thì đấy lại là cái thời điểm mà dòng tiền của tạo lập người ta sẽ vào. Như vậy thì trên góc độ kỹ thuật, và chính vì vậy nên là ở những cái vùng mà cổ phiếu vận động như này thì đấy là những cái vùng mà chúng ta đáng lưu tâm. Thì VCI đến thời điểm hiện tại thì nó đã bị mất cái vùng 60 ở trên bản tin tuần, và xu hướng ngắn hạn thì sẽ test lại ở vùng 55. HCM thì trên bản tin tuần nó chưa có xấu, nhưng trong bản tin tuần cũ thì chúng ta đã có nói đến những cái vùng kháng cự ở 55, 56 ở đây. Chúng ta chú ý, chúng ta chốt hàng, và với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì HCM đã quay về test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, vùng 50, 51. Nếu như sang tuần nó giữ được ở vùng 50 thì khá là ok, nhưng nếu trường hợp mà nó gãy 50 thì chắc chắn là nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở dưới này, đó là ở vùng 44.5 đến khoảng vùng 45. Đó thì nó sẽ đi về các cái hỗ trợ kỹ thuật nó sâu hơn, tức là hỗ trợ này bị phá thì nó sẽ đi về hỗ trợ này. SHS đó, sau một cái nền tảng đi ngang như này nó không rõ xu hướng thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải hết sức lưu tâm. Tuần này thì nó đã hạ độ cao rồi, và cái độ cao này thì nó đang 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 được đỡ. Các anh chị lưu ý như vậy, nó đang được đỡ bởi hỗ trợ trung hạn ở 35 ở đây. Nhưng trong trường hợp giả sử thôi, giả sử như có một cái cây nến nó xuất hiện như thế này thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta cũng phải lưu tâm. Bởi vì khi vùng hỗ trợ trung hạn của nó bị phá rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải ngắm đến những cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Đó, ví dụ như vậy là vùng 27.5, ví dụ như vậy. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta nhìn nhận cổ phiếu như vậy. MBS
test lại vùng đáy của nó 31.5 đến vùng 32. Các anh chị lưu ý vùng 31.5 cho Hùng Lê. CTS mọi người lưu ý ở vùng 26, đây là vùng hỗ trợ rất là quan trọng các anh chị nhá. Nếu mà vùng đấy mà mới bị phá thì khá là khó khăn đấy. FTS đã có một lực hồi, tức là sau một cái nhịp xả từ vùng 65 thì đang có lực hồi, nhưng theo quan điểm cá nhân thì cái lực hồi này nó không đủ mạnh và xu hướng thì nó sẽ quay lại test vùng 50. Và trong trường hợp gãy vùng 50 thì chúng ta hết sức là lưu ý, đấy là cái vùng hỗ trợ cũng rất là quan trọng để xác nhận xu hướng. AAS thì nó đang tích cực hơn so với các mã ngành ngành chứng khoán khác. Hỗ trợ kỹ thuật của nó 17.5. Dòng tiền thì hiện tại đang bị cạn này, nó không có dòng tiền nên là cái xu hướng cổ phiếu thường nó sẽ đi ngang. Trong trường hợp gãy 17.5 thì chắc chắn là sẽ về đây rồi, sẽ về vùng 16 để kiểm tra lại cung cầu. Gãy vùng 16 thì nó cũng sẽ đồng hành chung với gọi là cái xu hướng của các cái nhóm ngành, các cái mã ngành chứng khoán khác. Đó, anh chị lưu ý như vậy. VND VND thì bây giờ nó chưa xấu nhưng nó cũng đang hình thành một cái nền tích lũy đi ngang. Đó, từ biên 48.5 cho đến biên 55. Đây là những cái vùng mà chúng ta cũng hết sức lưu ý, đặc biệt là những cái tài khoản mà các anh chị mà gọi là hưng phấn quá đúng không ạ? Đua ở vùng 54, 55 thì chúng ta phải rất lưu ý ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 48.5 nếu như trường hợp cái 48.5. Đó, có một cây nến đỏ đặc và sau đó nó phải có một cây nến xác nhận các anh chị nhá. Tức là một cây nến này xong thì cũng có thể là cây nến ngày hôm sau nó lại bung xanh lên như này, thì như vậy là cái tín hiệu nến này là cái tín hiệu thất bại đó. Nhưng mà cái tín hiệu nến sau một cây đó mà nó lại có một cây đỏ đặc tiếp theo như này thì đấy là gọi là tín hiệu xác nhận rằng là cổ phiếu VND đã bị thất bại ở vùng 48.5, và đấy là điều chúng ta đáng lưu tâm. Cổ phiếu VIX, VIX thì mọi người cũng khá quan tâm, nhưng mà thực ra VIX thì nó cũng đoạn này nó cũng khó rồi. Kháng cự tuần của VIX đó là vùng 20, 20.5, cái vùng này chúng ta đã chỉ ra rồi. Hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn thì ở vùng 17.2, sâu hơn thì là vùng 16.5. Nếu mất vùng 16.5 thì VIX nó cũng sẽ chịu chung số phận với tất cả các cái mã chứng khoán khác thôi. Đó là nó sẽ bị đây, ví dụ nó có một cái cây nến như này chẳng hạn thì đấy là một cái tín hiệu rất là xấu đối với mã cổ phiếu VIX. BVS thì đoạn này các anh chị đang cầm thì các anh chị chú ý giúp vùng vùng 32 cho phép ở vùng 31.5, và nếu trong trường hợp nếu như mà mất 31.5 thì đấy cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là xấu và ta phải lưu ý. Mất 31.5 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng bị đạp về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là có thể vùng 28 hoặc là sâu hơn có thể vùng 25 đến vùng 26, tùy thuộc vào cái xu hướng của thị trường. Thì những cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ phân tích sau và phân tích một cách cụ thể hơn trong sau khi mà nó có các cái dữ liệu để xác nhận xem là 31.5 còn hay mất, đó thì chúng ta mới phân tích tiếp được. Ok, chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành cơ bản tiếp theo và sau đó thì sẽ có một vài ý để nói về xu hướng thị trường trong tuần mới. Phân tích nhóm ngành thép các anh chị nhé, HPG. Rồi HPG đây nó đang gặp vùng cản 54, 53 đến vùng 54. Nhìn chung á, là HPG đánh thì với lực cầu hiện tại thì vẫn đang duy trì tương đối ổn định như này thì chúng ta cũng có thể cầm nắm thêm. Hỗ trợ kỹ thuật ngắn của HPG vùng 50 đến vùng 51 ở đây được, đây là vùng hỗ trợ khá là tốt của HPG. Hoa sen thì có kháng cự ở đây đó là vùng 48 và hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 43.5. Chạm kháng cự thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test kỹ thuật test lại ở vùng 44 đến khoảng vùng 43.5 à. 43.5 đến khoảng vùng 44. Nam Kim có vùng kháng cự ở đây đó là vùng 45. Hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim ở đây là vùng 40 47 đấy nhỉ, 40 40 đến khoảng vùng 42, tức là khả năng theo như dự báo thì khi chạm về vùng kháng cự này thì
Em này sẽ test lại ở đây để xác định cái mô hình vai đầu vai ở đây, xem thử là vai đầu vai thuận hay vai đầu vai nghịch, thì chúng ta sẽ có thêm cái phân tích ở đây của Nam Kim. Cổ phiếu TVN có hồi phục, nhưng lực hồi phục này thì theo quan điểm của ông Lê thì nó không có đủ mạnh, và xác suất thì nó sẽ quay lại test lại 15. Sau đó thì ở cái điểm này thì chúng ta sẽ phân tích thêm. POM ở thời điểm hiện tại không có nhiều yếu tố đột biến ở biên 16 đến biên 17. 6 đến biên 17 đây thôi, đang đi ngang. Và đặc biệt đi ngang ở hỗ trợ thì ok, chứ còn đi ngang ở những cái vùng này đây các anh chị này, sau một vùng đi ngang là nó sập xuống này. Đó, thì chúng ta phải cẩn thận thôi, nói chung là cẩn thận thì chúng ta sẽ không thừa. VGS rồi đó, sau một cái giai đoạn lừng khừng ở đây, rất có thể cái giai đoạn này đấy là những cái giai đoạn mà tạo lập sang hàng nó rơi xuống vùng 3x và nó đang kéo kéo một cái nhịp lại đấy, gọi là nhịp kéo để ra đó, có những cái câu chuyện như vậy. Và trong trường hợp này thì cũng đang thiên về kịch bản là nó kéo như vậy, thì nó đang thiên về kịch bản là nó xả tiếp. Và cái điểm xả của nó khi mà nó xuất hiện bị gãy ở vùng 30 ấy, thì nó sẽ đi về khoảng vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. Nhìn chung là cũng 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 đáng lưu tâm về cái ý đồ tạo lập này. Nếu với những tài khoản nào đang cầm ở VIS, cái mã cổ phiếu này á, là thanh khoản nó hơi thấp thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại là đang nhìn thấy khả năng, đang nhìn thấy khả năng và nhìn thấy một cái xu hướng về mặt tạo lập đường dài. Chính vì nhìn như vậy nên là chúng ta cũng phải tiếp cận cổ phiếu ở góc độ đường dài, đó là điểm 18 chúng ta có thể chờ thôi. Chắc chắn là nó sẽ có những điểm đạp lại các anh chị quanh 18, ví dụ như vậy chúng ta mua, và về đến ở đây nó có vùng 17 và chúng ta cũng có thể mua, và sâu hơn rủi ro hơn ở vùng 15 thì chúng ta cũng có thể mua. Đó, ba cái điểm mua này chung quy lại một cái phương pháp, đó là chúng ta mua từ từ và vừa mua để chúng ta tích lũy cổ phiếu ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta dự kiến đánh dài. Nó giống như kiểu con TLH, các anh chị có thể TLH thép tiến lên, thì các anh chị có thể xem lại ở những cái vùng mà chúng ta phân tích cái này đây này, những cái vùng mà từ vùng 3 vùng 4 đây này, ba. Chắc chắn là những cái bản tin này những anh chị mà thường xuyên xem á, thì sẽ còn nhớ đến cái điểm điểm ông Lê viết ở đây này, M3.6 trung hạn đây này. Tức là chúng ta khi chúng ta xác định một cái kênh kỹ thuật trung hạn thì các anh chị nhìn thấy đây, đây là những cái vùng mà chúng ta gom rất là dài, chứ không phải ngày 1 ngày 2 chúng ta có thể mua được. Và khi mà chúng ta nhận diện được một cái xu hướng trung hạn nào đó của cổ phiếu thì chúng ta đưa ra một cái khoảng gom. Ở cái khoảng gom đó thì ví dụ như là TLH ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy những cái khoảng gom, ví dụ như là vùng 3.6 này, rồi xong đó là vùng 3.8 này và vùng 4. Đó, vùng 4 là vùng cuối cùng là cổ phiếu này bắt đầu phi. Đoạn này bắt đầu phi. Đó thì là không phải là một nhát là chúng ta ăn được đâu. Đó thì đấy là những cái kỹ thuật mà chúng ta khi mà chúng ta xác nhận rằng cái cổ phiếu đấy có thể đánh dài thì chúng ta sẽ phân bổ lực như thế nào, ở điểm nào chúng ta mua và chúng ta mua bao nhiêu cổ phiếu, nó có chiến lược rõ ràng, nó có một cái bản kế hoạch ở trên giấy rõ ràng, chứ không phải là ngẫu hứng lên một cái là ta đặt 10.000, ngẫu hứng lên một cái là ta đặt 20.000, rồi có khi lại không, khi cổ phiếu nó tụt phát thì chỉ có mua 100 đó. Tức là nó phải có một cái bản kế hoạch rất chi tiết. Đó, ví dụ như cái mã này, đây chúng ta sẽ quay lại một tí. Ngày hôm nay chúng ta cũng không nên phân tích quá nhiều. Chúng ta nói sâu hơn về cái phương pháp. Ví dụ như là ở thời điểm tại thì ông nhận diện thấy rằng cái cổ phiếu này có thể sẽ có một trang kỹ thuật tốt. Ok, vậy thì khi đó thì chúng ta sẽ xác định ví dụ ở vùng 18 chúng ta sẽ gom khoảng 5%, ví dụ như vậy. Hoặc để không bị nhỡ vị thế, nhưng mà khả năng là cái câu chuyện để không bị nhỡ vị thế ở trong giai đoạn này nó khó. Thị trường nó đang xấu như thế này, đang yếu như thế này thì khả năng vùng 18 là rất cao. Thì về vùng này chúng ta làm 5% 10% đúng không ạ? Chúng ta chờ. Đó, cứ ung dung chờ thôi, ví dụ nó đạp phát về 7 chúng ta lại gom tiếp 5 đến 10%. Ok, lại chờ tiếp, trong trường hợp xấu hơn nó lại táng tiếp một phát nữa xuống vùng 15.5. Ok, tôi gom điểm 3,
Và sau 3 cái điểm này nó khoảng 30% vị thế rồi. Thì sau đó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu, thì khi đó sẽ chúng ta sẽ có những cái chiến lược tiếp theo. Nhưng cái chiến lược gom cổ phiếu nó là như vậy. Đó, chúng ta đặt ra các cái bước gom, chúng ta đặt ra các cái mục tiêu. Đó, chứ chúng ta không 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 làm một cách ồ ạt. Đó. Còn đương nhiên với những cái mã đánh lướt, ví dụ như mã DX, PET chẳng hạn, gì PXS, DAG hay là AMD hay những cái mã, à không, AMD đoạn này không đánh lướt đâu, đoạn này cũng phải đánh dài đấy. Đó, hoặc là những cái mã mà pen pen vừa vừa đó, chúng ta xác định rằng T cộng chúng ta ăn được 5-7% thì như vậy là chúng ta vào một nhát và ra một nhát đấy. Nhóm ngành thủy sản chúng ta sẽ phân tích FMC. Cơ bản là đạt target tuần 50 trên 50. Trong nhóm ngành thủy sản thì FMC đang tương đối là đẹp. Nhưng mà cái điểm mua thì nó cũng không còn nữa. Đang về đến vùng này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái lực chốt nhất định. Lực chốt này thì sẽ quay MC chúng ta đang phân tích một sóng lên, khả năng là đang sẽ quay về test lại khoảng vùng 46.5. Từ 46.5 này thì vẫn còn một cái target nó cao cao hơn ở đây này, vùng 54, khoảng vùng 54 55 gì đó. VHC các anh chị lưu ý ở vùng 53.5 đến vùng 54, đây là vùng kháng cự. Ở đây cảnh báo kháng cự bên này rồi thì về đây tiếp tục cảnh báo, có hàng thì nhanh chân nhanh tay vào. ANV có một lực phục hồi kỹ thuật ở đây từ vùng hỗ trợ, tuy nhiên là khả năng thì là vùng này sẽ nó sẽ trả lại cung, test lại đây lần hai rồi lực cầu nó khỏe khỏe mới kéo được, chứ còn lực cầu như này thì cũng chưa kéo được. Và trong cái tình thế thị trường đang nói chung đang khá là ẩm thì tạo lập người ta cũng sẽ chưa vội gì người ta kéo đâu, nó vẫn để ở giai đoạn tích lũy. IDI sau khi mà đạt được cái target rất ổn ở đây 7.8 thì cổ phiếu này đang bị đạp lại như này thì sẽ phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 6.5. ASM có hồi nhưng nó lên đến vùng 15.5 đến khoảng 16, ở đây nó lại là chạm cái đầu kháng cự ở đây này. Trước nó là hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự đây. Chính vậy nên là khả năng nó sẽ bị đạp lại một nhịp nữa. Với cái xu hướng hiện tại của thị trường thì ASM sẽ có xu hướng là bị đạp lại một nhịp nữa ở đây. Đạp lại xong thị trường ổn thì cái đó mới có một cái lực kéo lên ở đây, chứ còn hiện tại ngắn hạn là như vậy. Nhóm ngành cao su chúng ta có PHR cũng chưa ổn các anh chị. Nhìn chung sau khi bị đạp thì nó hồi lên như này nhưng nhịp hồi này nó không đủ mạnh. Đang sẽ quay về test ở vùng 49.5 và sâu sâu xa xa hơn thì nó phải rơi rơi xuống thế này. Rơi xuống biên 48. Sau đó thì chúng ta sẽ làm việc sau. GVR vùng kháng cự 41 bị đạp rồi. Trong tuần thì GVR đã test lại vùng 36-36.5. Nhưng nhìn chung cái lực đánh như thế này thì nó cũng không 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 thực sự là thuyết phục. Nó có hồi nhưng khả năng nhịp hồi này nó lại bị đạp lại thôi, và xu hướng thì GVR vẫn sẽ quay lại ở điểm 33 đến điểm 33.5. DRC đã đẹp chưa? Úi chà. Tích lũy cũng ổn rồi đấy. Thì bản thân DRC các anh chị cũng có thể xem lại, có phân tích vùng kháng cự 35 36. Như vậy là hai lần công kháng cự ở đây đều thất bại rồi, và nhịp này thì nó đang dự chỉnh về test lại biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây 30 35. Trong tuần đã có một nhịp tăng nhưng nhịp tăng này thì cũng không đủ lực. Nhìn chung là không đủ lực. Xu hướng sẽ test lại. Xu hướng sau nhịp hồi này sẽ quay test lại 30 30.5. DRI như vậy, DRI cũng đang có một cái sự suy yếu nhất định rồi các anh chị ơi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy nhanh còn kịp.
Gãy 12 chạy nhanh còn kịp. Gãy 12 chạy nhanh còn kịp. Lưu ý câu nói đó. Bởi vì trong một cái phân tích của DRI ở đây, chúng ta cũng đã phân tích một vùng hỗ trợ tương đối sâu từ vùng 9 mà lên đến tận vùng 13, 14, 13. Cho 9, 13 đi, tức là cũng được 4.000 trên 4 trên 9 là một cái tỷ lệ lãi suất tương đối ok rồi. Và sau một thời gian đi ngang, cổ phiếu không phân định được thắng thua, không phân định được xu hướng và chúng ta có vị thế thấp thì đấy là những cái thời điểm chúng ta nên chốt hàng. Trường hợp gãy 12 như vậy là nó sẽ xấu và chắc chắn là sẽ giảm. Khẳng định là như vậy, gãy 12 thì không có cơ hội bật. Ok, như vậy là chúng ta danh mục cổ phiếu chúng ta phân tích cơ bản như vậy thôi. Bởi vì thời điểm hiện tại thì có phân tích nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả, bởi vì về cơ bản là cổ phiếu của chúng ta sau một giai đoạn tích lũy tăng trưởng gặp kháng cự. Đó, các anh chị lưu ý như vậy, giai đoạn tích lũy này, tăng trưởng này gặp kháng cự và đang có dấu hiệu phân phối. Và không chỉ nhóm banh, không chỉ nhóm chứng khoán mà rất nhiều các nhóm ngành khác đang ở một cái trạng thái như vậy, một trạng thái như vậy, một giai đoạn đi ngang. Và một cái câu chuyện nếu mà chúng ta nhìn về một cái tương lai nó sâu hơn, nó xa hơn thì sau một cái giai đoạn đi ngang đó nó cần phải có một cái gì các anh chị nhỉ? Cần có một tạo lập vĩ mô. Thì như thế nào được gọi là tạo lập vĩ mô? Tạo lập vĩ mô đó là các cái tạo lập của chính phủ. Ok, ví dụ như là giải ngân 250.000 tỷ đầu tư công. Ok, có câu chuyện đó không? Có, chính phủ đang chỉ đạo để giải quyết cái vốn đầu tư công cho quý 4. Nhưng cái câu chuyện là để giải ngân được 250.000 tỷ trong quý 4 nó là điều không thể. Đó, chắc chắn là như vậy. Với tình hình dịch bệnh như hiện tại, với tình hình các thứ như vậy. Vậy thì đấy là các cái tạo lập vĩ mô. Đó, và các tạo lập vĩ mô đó nó tạo thành một cái luồng sinh khí tích cực ở trên thị trường chứng khoán. Và khi nó tạo thành một cái luồng sinh khí tích cực như vậy đó, thì báo chí viết rồi nó dần dần nó ngấm vào tâm lý nhà đầu tư. Đấy là một cái tạo lập vĩ mô. Hoặc là một tạo lập vĩ mô thứ hai nữa cũng có thể là các cái chính sách về tiền tệ đó, các cái chính sách về lãi suất, rồi các cái chính sách về margin đó, vân vân và vân vân. Thì đấy là các tạo lập vĩ mô. Và ngoài những cái tạo lập vĩ mô đó, tức là sau một cái giai đoạn mà thị trường nó đang đi như thế này thì nó cần một cái tạo lập vĩ mô đủ lớn, đủ mạnh để hút lại dòng tiền. Thì sau một thời gian là cổ phiếu nó set up lại một cái mặt bằng cổ phiếu mới. Thì để set up được cái mặt bằng cổ phiếu mới đó, nó không phải là 1 tháng. Đó, đôi lúc nó phải là 2 tháng, 3 tháng, thị trường nó sẽ đi ầm mừ như thế này để nó hình thành một cái mặt bằng cổ phiếu mới, mặt bằng tích lũy mới để mọi người nhìn thấy rằng à, với mặt bằng đó tôi đã có thể giải ngân để cho chúng tôi vào tiền. Còn ví dụ như đó, ví dụ như nếu như là một lính đánh kỳ cựu đúng không các anh chị? Nếu như là một lính đánh kỳ cựu thì các anh chị nhìn cái trend kỹ thuật của DRI như thế này, các anh chị có giải ngân ở vùng 12 đến vùng 12 năm không? Trong một cái bối cảnh thị trường hiện tại đang như thế này. Đó, chắc chắn là không đúng không ạ? Thị trường đang rất yếu, rất thiếu, không có hỗ trợ, không có nhóm ngành chủ lực, không có xương sống. Đó, cùng với lại là ở chỉ số Dow Jones thì phiên phiên thứ 6 vừa qua lại đang giảm rất là mạnh. Đó, rồi chỉ số Hang Seng cũng đang có những cái sự tác động tiêu cực. Đó, vậy thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ tác động lên tâm lý nhà đầu tư và nó sẽ phải cần một cái yếu tố tạo lập về vĩ mô rất là lớn, hoặc là ví dụ như là thông tin về dịch bệnh chúng ta kiểm soát được hoàn toàn không có ca nhiễm, rồi mức độ phủ 2 mũi vaccine và chúng ta hoạt động ở một cái gọi là cái bình thường mới đúng không ạ? Đó, ví dụ như vậy vân vân và vân vân. Thì đấy là những yếu tố tạo lập về mặt vĩ mô. Còn chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về yếu tố tạo lập thị trường. Thì yếu tố tạo lập thị trường ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng nhận diện thấy rằng là rất nhiều các nhóm ngành đã tăng trưởng tốt trong thời gian vừa qua. Như là nhóm ngành cảng biển, như là nhóm ngành chứng khoán, như là nhóm ngành banh. Banh cũng có một nhịp tăng tốt cho các anh chị. Đây, cũng sẽ view lại các anh chị STB. Đó, thì banh cũng đã có một cái nhịp tăng rất tốt. STB phải nói là tăng từ vùng 10 mà lên đến vùng 35. Có tốt không anh chị? Quá là tốt. Nhưng cái câu chuyện là sau một cái giai đoạn tăng trưởng tốt như vậy thì cổ phiếu và nhóm ngành nó sẽ phải set up lại mặt bằng, nó sẽ phải dung hòa lại cái tỷ lệ cổ phiếu lưu hành đối với trong 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 gọi là trong nhân gian, trong nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là các tổ chức nắm, thì nó cần thời gian.
Đó, và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là STB, đây STB đã bắt đầu từ STB đã bắt đầu chỉnh từ 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 ngày mùng 2 tháng 6 các anh chị, và đến bây giờ nó là tháng 10. Như vậy là từ tháng 6, 7, 8, 9, 10. 3 tháng rồi. Đó, 3 tháng rồi nhóm banh chỉnh. Thì vì sao nhóm banh chỉnh? Thì chúng ta phải đưa lại cái căn nguyên là vậy thì banh chỉnh từ tháng 6, trong 3 tháng vừa rồi banh nó không, nói chung nắm giữ nhóm banh đang đang gần như không có lãi, ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta nắm giữ dài thì chúng ta đang bị thua lỗ. Nhưng chúng ta quay lại ngược lại lịch sử thì nhóm banh lại có một cái hành trình tăng từ tận tháng 6 năm ngoái đến tận bây giờ. Đó, vậy thì nó đã có một cái quá trình tăng quá tốt đi rồi thì nó sẽ đi vào chỉnh thôi, nó sẽ đi vào cái chu trình nó phân phối. Đó nên là ở hiện tại rất nhiều anh chị em của chúng ta là mắng nhóm banh thế này thế kia, nhưng không phải các anh chị. Đấy là cái quy luật vận động rất bình thường. Và chúng ta cần phải đi hết cái quãng thời gian mà banh phân phối. Đó. Sẽ cần phải đi hết cái thời gian đó, mà thời gian đó nó tăng, ví dụ nó tăng tốt là 6 tháng đầu năm 2021 thì cũng có thể 6 tháng cuối năm 2021 là banh không có gì cả. Và banh chỉ có chỉnh thôi. Tất nhiên nó có những cái nhịp, ông đã giải thích rồi là nó có những cái nhịp long ngắn, nhưng về gọi là trend kỹ thuật chủ đạo của nó thì nó vẫn là trend giảm. Đó, ví dụ như vậy. Đó, vậy thì chúng ta lật sang nhóm ngành chứng khoán, ví dụ như vậy. Đây, thì nhóm ngành chứng khoán là nó chưa thôi, nhưng mà nó bắt đầu. Chính vì vậy nên là đó, thì nhóm ngành chứng khoán nó chưa, nhưng nó cũng đã bắt đầu có những cái manh mún để chúng ta nói rằng à, nó cũng cũng sẽ giống nhóm banh. Các anh chị sẽ lưu ý như vậy, nhóm chứng khoán rồi nó cũng sẽ giống nhóm banh. Vì sao? Bởi vì nó đã tăng tốt từ tháng 5 đến tận bây giờ. Đúng không ạ? Thì tức là chúng ta có khoảng tầm độ 4 tháng tăng của nhóm chứng khoán thì đồng nghĩa với một cái quãng thời gian nó cũng sẽ có khoảng 4 tháng giảm của nhóm ngành chứng khoán. Các anh chị cứ cứ ngẫm cứ 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 ngẫm lại mà xem, rồi các anh chị sẽ chờ những cái diễn biến ở trong tương lai. Đó, thì nó sẽ như vậy. Rồi chúng ta có một cái quãng thời gian của nhóm ngành cảng biển tăng tốt, thì quãng thời gian nó tăng 5 tháng thì nó sẽ có 5 tháng ẩm ương ở đằng sau đó. Đó, vậy thì xét cái yếu tố nội tại hiện tại của thị trường thì cũng đang thấy là thị trường của chúng ta đã tăng quá tốt rồi. Và không chỉ một nhóm ngành mid cap cũng tăng rất tốt. Chính vì vậy nên là thị trường sẽ cần thời gian để dung hòa lại và để cân bằng lại cái trạng thái của thị trường. Và trong cái thời gian chờ như vậy thì chúng ta sẽ cần thêm các cái yếu tố tạo lập về vĩ mô để hỗ trợ thị trường và giúp cho thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại đó. Và nhìn về một cái góc độ nó hơi xa xa hơn một tí thì sau một giai đoạn tăng trưởng tốt thì các nhóm ngành sẽ đi vào phân phối và chỉnh giảm. Thì nhóm banh chúng ta đã nhìn thấy thực tế là nhóm banh đã mất từ tháng 6, tháng 7 đúng không ạ? Thì nhóm banh đã bắt đầu đi vào một cái trang kỹ thuật đi ngang rồi, lình trình như vậy, nó không có cái gì cả đó. Thì một vài ý để chúng ta nhìn xa nhìn rộng hơn về cái ý đồ tạo lập thị trường trong quý 4 của năm nay. Và khả năng trong quý 4 thì Hùng Lê dự báo rằng sẽ là một quý khá là khó khăn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự báo quý luôn nhá, chứ không phải là dự báo tuần hay dự báo ngày. Đó là chúng ta sẽ nhìn nhận như vậy. Và sau này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá để chúng ta xem rằng à, những cái đánh giá của chúng ta đúng hay là sai. Và đúng thì đúng ở góc độ nào và sai sai ở đâu. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái nhận xét sau. Còn đối với tuần giao dịch mới thì chúng ta tiếp tục bám sát cái tín hiệu kỹ thuật của chỉ số Dow Jones. Hiện tại không biết là Dow Jones tối nay thì cũng chưa có cập nhật. Đó, và chúng ta bám sát chỉ số của Dow Jones và Dow Jones Future. Đấy là hai cái chỉ số khá là quan trọng và nó sẽ có những cái tác động lên tâm lý nhà đầu tư ngoại cũng như là tâm lý nhà đầu tư trong nước. Và giữa chỉ số VN Index và chỉ số Dow Jones nó có mối liên hệ. Các anh chị có thể tìm lại cái mối liên hệ đó. Cái ý thứ hai nữa là đối với nhóm dầu thì nhóm dầu nó dầu khí á, và giá dầu WTI thì hiện tại nó cũng đang có gặp những cái kháng cự nhất định. Nó cũng đang gặp những kháng cự nhất định thì nhóm dầu đã tăng thì có thể nhóm dầu dầu thô tăng á, thì dầu khí nó chạy chậm hơn một tí. Đó, nhưng nó chạy chậm hơn thì khi mà dầu thô quay lại giảm điểm á, thì dầu khí nó cũng sẽ có thể bull thêm 1 đến 2 phiên nữa. Và
nhìn về nhóm ngành dầu khí thì nó cũng đang gặp những kháng cự tương đối là mạnh các anh chị. Đó thì nó chỉ kéo thêm được khoảng 1 đến 2 cây nữa thôi thì khả năng nó cũng sẽ bị chốt. Rồi. Đấy là hai cái yếu tố bên ngoài sẽ tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn sâu hơn, xa hơn về các cái yếu tố tạo lập của thị trường trong ngắn hạn. Thì về mặt kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rằng đây đây là các cái vùng kháng cự ngắn hạn, đó là vùng 1350, và thị trường của chúng ta tăng sang tuần tới thì đây cũng sẽ là những cái vùng mà cần phải công. Sau đó thì có kháng cự 1360, 1370, nhưng trong tuần tới thì Hùng Lê không thiên về kháng cự, Hùng Lê thiên về hỗ trợ kỹ thuật. Các anh chị thiên về hỗ trợ kỹ thuật. Thì đối với chỉ số index nó có thể có những cái điểm test bull lên, tức là kéo lên khoảng vùng ở đây là khoảng vùng 1340 nhỉ, 1340. Ở nôm na là như vậy, nó có thể kéo lên vùng 1340, sau đó thì nó sẽ quay lại test lại hồ sơ kỹ thuật của nó ở đây, đó là 1330 đến 1335. Nhưng khả năng cái biên này nó khó giữ ở trong tuần giao dịch mới, trong phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba, và xu hướng thì nó sẽ quay về lại vùng 1320, 1315 đến 1320 ở đây. Xác suất cao là chỉ số index sẽ quay về test lại ở vùng này. Còn khi mà thủng 1315 rồi thì nó lại có những cái câu chuyện hoàn toàn khác rồi, chắc chắn là phải tính ở vùng 1300. Đấy là câu chuyện nó thực tiễn ở trong tuần thì chúng ta sẽ có phân tích thêm. Còn đối với chỉ số phái sinh ở đây, các anh chị có thể nhìn một chúng ta có thể nhìn ở một góc độ nó tương tương như này. Thì trong 2 tuần vừa qua chúng ta đưa ra một cái kháng cự tuần của nó là 1455 và chỉ số này cần phải vượt qua. Còn kháng cự cao hơn đối với chỉ số phái sinh ở trong tuần đó là 1465 đến 1470. Tuy nhiên ở trong tuần tới thì Hùng Lê cũng không quá kỳ vọng với cái mốc này đó, mà chúng ta sẽ thiên về cái mốc kháng cự tuần có thể kéo đó là 1455, và mốc hỗ trợ kỹ thuật thì chỉ số này sẽ test lại theo cái biên mà Hùng đã phân tích ở đây, hình như là 432 nhỉ, 432, 433 gì đó, 432 chính xác là đây, 432. 432 đến vùng 435, tức là 1435 đến 1432, nhưng mà chúng ta bỏ số 1 đi, chúng ta hay nói như vậy. Sâu hơn thì chúng ta vẫn tính ở vùng 430. Trong trường hợp xấu, thì tuần tới các anh chị lưu ý, tuần tới chúng ta vẫn phải tính thêm cái vùng hỗ trợ sâu hơn của phái sinh ở vùng 1425. 1425 các anh chị nhé, 1425. Có thể phải tính toán đến vùng này 1425, thậm chí là 1420. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà banh và chứng khoán đồng thời đạp á, thị trường mất cực kỳ nhiều điểm, tức là có thể là nó mất ở trong 10 đến 20 phút thôi và sau đó nó kéo lên. Đó, cái câu chuyện đó thì nó vẫn có những cái gọi là bull trap ở trong phiên, nhưng khi mà nó có cái sự đạp như vậy thì chúng ta phải tính toán. Đó. Và nếu như mà mất 1420 thì rất xấu các anh chị nhé. Phái sinh mà bị đạp gãy 1420 thì thị trường của chúng ta cực kỳ xấu. Và nó xấu ở góc độ trend tuần chứ không phải là góc độ trend M5 đâu. Nó xấu ở góc độ trend tuần thì chúng ta sẽ phân tích sau. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng không quá kỳ vọng về một cái kháng cự tuần quá lớn. Đó, và trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta vẫn có thể nhìn nhận ở một cái vùng 1460 đến 1465. Đó, 1460 đến 1465, đấy là những cái vùng kháng cự tuần, nó cũng đồng pha với cả chỉ số phái sinh. Và chúng ta thiên về đánh giá cái yếu tố hỗ trợ kỹ thuật tuần thì và chúng ta đánh giá những cái yếu tố hỗ trợ kỹ thuật tuần thì đối với chỉ số VN30 nó có thể nó có một những cái điểm gọi là điểm hồi lên đấy các anh chị. Thì cái cách đi của thị trường nó cũng như vậy, nó có thể kéo lên như này và sau đó thì nó sẽ quay về test lại và thiên về kịch bản là VN30 sẽ test lại vùng 1430 và sâu hơn thì nó cũng sẽ đồng pha với chỉ số phái sinh ở vùng 1420, 1415 đến 1420, nôm na ở đây 1420 đến 1423. Đó, 1423. Thì đây cũng sẽ là những cái điểm chốt chặn cuối cùng của chỉ số VN30, và trong trường hợp nếu như VN30 bị đạp gãy 1420 và nó có tín hiệu xác nhận là nó không lấy lại được 1420 thì đấy là một tín hiệu rất là xấu của thị trường. Và nhìn ở trên góc độ tổng quan về nhóm ngành và nhìn về những cái yếu tố tạo lập vĩ mô và nhìn về yếu tố
Đi lệnh cũng như các cái dữ liệu kỹ thuật của chỉ số VN30, chỉ số VN30 F1M và chỉ số index. Thì ông Lê có một cái dự báo là thị trường trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Các anh chị nhá, chúng ta sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Khi mà các cái hoạt động long long short của phái sinh có thể sẽ gia tăng, chính vậy nên nó sẽ làm cái độ nhiễu ở trên thị trường rất là lớn. Chính vậy nên chiến lược ở trong tuần giao dịch mới thì các anh chị lưu ý là các mã cổ phiếu nào mà chúng ta đã có lãi, chúng ta đang lãi thì chúng ta có thể chốt bớt một phần để chúng ta đưa cái tỷ lệ tiền mặt và tỷ lệ cổ phiếu về nó ở một cái tỷ lệ an toàn ở mức tùy các anh chị, nhưng với thị trường như này thì ông Lê thường sẽ ở duy trì ở khoảng mức 50-50, nó sẽ là hợp lý. Đối với những tài khoản mà các anh chị đang full margin, các anh chị có thể canh các nhịp hồi để chúng ta tháo bớt margin để làm gì, để chúng ta hoàn toàn ổn định về mặt tâm lý, chủ động giao dịch trong những cái nhịp mà phái sinh có thể short rất sâu và sau đó họ sẽ kéo long luôn trong phiên. Đấy là những cái phiên mà thường sẽ xảy ra khi mà thị trường có những cái biến động lớn, và đặc biệt trong tuần tới thì cũng dự báo rằng những cái biến động lớn của thị trường nó cũng sẽ tương đối mạnh. Cùng với đó thì chiến lược giao dịch thì sẽ ưu tiên khi phái sinh gặp những cái vùng hỗ trợ, các anh chị có thể giải ngân mua khoảng 20 đến 30% cái tỷ lệ cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ ở trong tài khoản, và chúng ta chờ nhịp hồi T0, T1, T2 mà thị trường hồi, cổ phiếu hồi thì chúng ta tạm thời chúng ta đẩy đi cái lượng hàng chúng ta mua được giá thấp, hay nói nôm na mọi người hay mường tượng đó là một cái hình thức đánh kho T0. Chúng ta mượn hàng trong tài khoản của chúng ta, ví dụ như vậy, hoặc một cái phương pháp gọi là phương pháp chém cá ở trên thớt. Đó. Thì như vậy thôi, một vài ý như vậy. Còn đối với tất cả những mã cổ phiếu nào mà các anh chị em quan tâm thì các anh chị có thể comment ở phần dưới của bản tin tuần. Hùng Lê sẽ có những cái phân tích, sẽ có những cái trả lời cho các anh chị. Và để nhận thêm các cái phân tích chuyên sâu về mặt thị trường, về mặt cổ phiếu thì Hùng Lê cũng mời tất cả anh chị em, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Để chúng ta cùng lướt sóng, để chúng ta cùng có những cái trao đổi tốt hơn, tối ưu hơn trong những phiên giao dịch trực tuyến. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em của chúng ta trong một cái tuần giao dịch mới, khởi động cho quý 4 của năm 2021. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.